Chào mừng quý vị trở lại với Leiden Vlogs USA. Quý vị thân mến, hôm nay Leiden và ông xã đang trên đường xuống San Jose để thăm một người chị bà con vừa từ Việt Nam sang Mỹ để du lịch. Thì thật ra chị sang Mỹ cũng được một tuần rồi, mà đến hôm nay là cuối tuần thì Leiden và ông xã mới có thời gian để xuống San Jose thăm chị. Thì Leiden mời quý vị cùng với gia đình Leiden xuống San Jose và để gặp gỡ người chị đó của Lê Đinh, xem cảm nghĩ của chị đến Mỹ như thế nào ha quý vị ha, và cũng để hỏi thăm chị coi cuộc phỏng vấn của chị để đi du lịch sang Mỹ có khó khăn hay là dễ dàng như thế nào, để những quý vị nào mà có quan tâm thì cũng có kinh nghiệm luôn. Rồi mời quý vị cùng theo dõi với gia đình Lê Đinh nha. Lê Đinh sẽ tới và đón chị với lại mẹ của chị sang nhà của mẹ chồng Lê Đinh. Rồi, tới nhà người chị bà con của Lê Đinh ở San Jose rồi đây quý vị ơi. Hên quá, bữa nay tìm được một cái chỗ parking còn trống nè quý vị, cho nên đậu vô. Rồi, bây giờ ông xã đang xách quà vô nhà. Nhà này là nhà của mẹ của chị. Rồi, chị qua đây ở thăm mẹ, ở được một tháng. Có ai ở nhà không? Không có đi không? Có ai ở nhà không? Xin chào. Rồi quà. Đây, đây là chị Ti, nhân vật chính bữa nay. Từ Việt Nam qua Mỹ du lịch. Một chút nữa mình sẽ nói chuyện nhiều với chị, tâm sự. Đây là dì Lan, mẹ của chị. Đó, chị qua chị thăm mẹ. Chị ở được bao lâu chị Ti? À, mình ở được 4 tuần. Đó. Giờ được tuần rồi ha, đang tuần rồi. Được tuần rồi. Lạnh không chị? Ờ, lạnh nha, bữa nay mình quen là như này là qua đây là thích nhất là cái khí hậu lạnh. Đấy rồi. Rồi bây giờ mình đưa chị với lại bà dì qua nhà của mẹ chồng lấy đến đây quý vị ơi. Hôm nay nắng đẹp quá. Hôm nay San Jose nắng đẹp quá. Nắng quá đẹp luôn. Mẹ, xin chào, con sẽ quay phim nhà mẹ đó. Rồi bà dì với lại con chở, dạ, dạ còn con chở dì với lại chị qua đây. Rồi đây quý vị ơi, bây giờ Lê Đinh sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn với chị Ti ở Việt Nam qua đây du lịch. Và Lê Đinh sẽ hỏi cảm giác của chị những ngày đầu tới Mỹ như thế nào, và hành trình phỏng vấn đi du lịch Mỹ như thế nào. Rồi trên đoạn đường bay từ Việt Nam sang Mỹ chị có cảm nghĩ như thế nào ha quý vị ha, để cho quý vị cùng tham khảo. Và đến những quý vị nào mà có thân nhân hay là có bạn bè mà muốn từ Việt Nam qua Mỹ chơi thì cũng có thể xem video này để lấy kinh nghiệm. Nhưng mà tuy nhiên thì mỗi một cái trường hợp đều khác nhau hết ha quý vị, cho nên mình cũng không thể lấy trường hợp nào mà so sánh với trường hợp nào được. Tại vì hoàn cảnh của mỗi gia đình mỗi khác, mình chỉ là lấy chia sẻ kinh nghiệm thôi. Đúng không chị? Ừ, đúng. Dạ. Rồi. Thì chị có gì chị chia sẻ với khán giả của em để mấy khán giả em học kinh nghiệm. Nói chung là mẹ của mình qua đây cũng đã 20 năm rồi. Mà cũng 23 năm rồi đó, mà cũng không có cái cơ hội nào từ Việt Nam để mà qua thăm mẹ hết. Đó. Khi mà mình được cái kết quả phỏng vấn là đạt để được sang du lịch ở Mỹ thì mình rất là háo hức. Đó. Vì đối với mình thì cái gì nó cũng mới lạ hết trơn á. Đầu tiên hết là lý do là tại sao mà tháng 3 này đi qua Mỹ. Yeah. À, là vì có một người quen ở Việt Nam, họ làm thủ tục xin qua thăm gia đình. À, họ làm trước mình, nhờ dịch vụ để làm thủ tục đi qua thăm thân. Thì họ nói là dạo này thì ở lãnh sự quán Mỹ họ duyệt cũng nhanh. À, khi mình nghe như vậy thì mình cũng nhờ họ để mà cũng bắt trước, cũng đi nhờ dịch vụ để lập hồ sơ đi thăm mẹ. Thì cái từ cái lúc mình nộp hồ sơ cho đến cái lúc mà họ gọi phỏng vấn là mất khoảng 3 tuần. À, nhưng mà chị tự làm hồ sơ, đem dịch vụ làm không? Mình nhờ dịch vụ làm. Đó. Thì
cái dịch vụ là nó vô là nó hỏi mình một cách tức là chuẩn bị barre rất là Kỹ đầy hả? đủ, rất kỹ. Thí dụ như hỏi mình là có tài sản không, có nhà cửa không, có sổ tiết kiệm không, có nghề nghiệp không, gia đình như thế nào. Thì mình thấy là cái chuyện mà họ duyệt cho dễ đi nhất là mình đi cá nhân, tại vì thì hai cái người bạn trước đó của mình bị bác là chỉ có một lý do cũng đáng tiếc là đi hai vợ chồng, mà cái đứa con thì nó ở bên Canada, thì ở đây đi qua thăm gia đình thì người em ở bên Mỹ, nên không biết là có thể họ thấy là không có được chắc ăn lắm, họ bác mất cái hồ sơ. Cái tới phiên mình thì mình nói thôi để mình đi một mình để ông chồng ở lại thì có thể là dễ dàng hơn. Thì quả thật là nhờ cái đó nên cái việc đi nó suôn sẻ hơn. À, thì khi mà vô tới lãnh sự quán mà nó phỏng vấn á Không vấn khó không chị? thì ai cũng sợ hết, Dạ người đúng ta rồi. đều lo lắng và kiểu như là hỏi trước, Hồi kiểu như hộp. là giả phỏng vấn trước để cho mình Thực tập trước. thực tập đó. Nhưng mà vô thì người ta hỏi đúng con cầu. Vậy hả? Người ta hỏi vậy chứ, bà đi qua Mỹ để làm gì ha? Thì mình mới trả lời là tôi đi qua Mỹ để thăm mẹ, rồi mẹ tôi bị bệnh, thành ra là tôi xin qua để mà được thăm gia đình, rồi trong vòng 4 tuần thôi. Thì chỉ với một câu trả lời như vậy là người ta ok liền. Nhưng tôi để ý thấy thì có thể là cái hồ sơ mình đã được duyệt trước. Đúng rồi, nhiều người nói như vậy lắm À, chị. tại vì lúc mà mình đưa cái giấy thông hành vào thì cái thời gian để mà người ta check cái tên mình mà trên cái màn hình vi tính nó hiện cái hồ sơ mình lên đó, thì cái ông phỏng vấn tôi thấy là ổng chỉ nhìn vô chắc chừng mấy chục giây à. Tức là mình nhìn theo cái tính toán về thời gian vậy thì họ có thể họ chỉ đọc được vài câu chứ không thể nào mà học đọc được hết Hết cái cái bản hồ khai sơ. của mình. Cái bản khai mình nó gồm có mấy trang lận mà, thì không biết có thể là nó sẽ có một cái câu kết luận ở Ở dưới dưới rồi. và Người ta duyệt trước hết người rồi. ta duyệt trước, tại vì cái người trước mình, ngay cái người ngay trước mình lại cũng bị từ chối. Thì họ hỏi là tại sao, hỏi hỏi đi qua Mỹ để làm gì, thì cái bác đó trả lời là đi qua Mỹ thăm con. Cái người ta hỏi là con làm gì thì nói là con làm nghề neo, rồi mình thì không biết như thế nào mà họ chỉ hỏi như vậy thôi thì họ đã từ chối rồi đó. Nên vấn đề ở đây không phải là, chắc chắn là nó có sự may rủi, nhưng tôi nghĩ có thể nó đã duyệt cái hồ sơ ngay từ trước. Người ta đã Và xem xét hết rồi. vì cái bên dịch vụ nó cứ nói cho mình hoài cái chi tiết rằng mình phải chứng tỏ làm sao cho người ta biết là mình đi qua Mỹ mình không có trốn ở bên đây. Có nghĩa là mình có đi và mình có về chứ không phải là mình bỏ trốn, nghĩa là mình còn nhà cửa ở nhà, mình còn chồng con ở nhà, mình hứa mình đi mình về thì họ sẽ duyệt đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị xuất ngoại hay là chị có đi những cái nước nào khác trước chưa? Trước đó thì mình có đi Hàn Quốc và mình đi Nhật, tại vì thì mình cũng nghe nói là nếu như đi những nước như vậy trong cái sổ thông hành đó mà nó thấy mình có những cái dấu là mình đi như vậy rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà thực tình thì mình không biết là nó có Quyết định cái hay đó, có quyết điều đó có là điều quyết định không, tại vì cũng có nhiều người người ta kêu là cái sổ thông hành nó trắng chưa đi đâu hết, nhưng mà họ cho đi là họ cho đi. À, cái đó nó mình cũng không rành lắm. Mà cái lúc mà chị đi Hàn với lại đi Nhật là chị đi trước dịch hay là chị À, mới đi đi trước gần dịch, đây, đi đi cách lâu rồi phải lâu không? rồi. À, coi như là cũng mấy năm trời rồi. Có đi Singapore, đi Singapore Đúng, nữa. có đi Singapore, đi Campuchia, nói chung là Wow, chị đi cũng đi nhiều chơi thôi. ha, đi du lịch nhiều Cái đó là đó. đi 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 Là lúc đó là chị đi chung đấy. gia đình hay là chị đi một À, mình đi chị? chung gia đình, thì trước đó thì đi chung gia đình rồi đi theo cái dạng là đi tour, rồi cũng có là đi theo cái dạng là đi thăm thân nhân đó, rồi
tự tổ chức, tự mua vé, tự đi để mày. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là cũng vì nhiều người nói là nên đi trước như vậy đi, thì sau này họ duyệt hồ sơ dễ hơn, mà mình cũng không biết là có hay không nữa, cái chuyện đó thì mình không biết. Em nghĩ có, đó cũng là một cái yếu tố trong những yếu tố mà người ta xem cái hồ sơ của mình nữa. Để người ta quyết định coi mình có cái giống như là có history là mình đi du lịch xong mình trở về không hay là sao sao. Cũng là một trong những yếu tố nhưng mà không phải là yếu tố quyết định Đúng thôi. rồi, với lại Dạ. mình cũng nghĩ là tại mình có công ăn việc làm, mình nghĩ là cái này cũng có một phần có quyết định, vì trong cái tờ khai của mình á, nó mới hỏi là mình làm gì, thì mình khai là mình về hưu rồi, xong rồi nó có một cái đoạn là mình là nó kêu mình á, là kể cái công việc mình ra đó, thì cái công việc của mình ở Việt Nam là làm gì, làm gì là mình phải khai ra đó, Dạ. thì chắc là nó thấy là kiểu như là cũng có công ăn việc làm rồi, Có nhà nên đúng cửa. rồi, cái đó cũng là một cái phần mà để mình đảm bảo cho mình là nói chung là không phải là mình đi qua bên đây để mà mình Trốn ở trốn luôn. ở luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là chị ra trên đường chị đi. Ơi, trên đường chị đi chị thấy sao? À, thì như vậy lúc đầu á Chị là đi hãng hàng đáng không nào lẽ ha? thì mình đi hãng EVA, Ồ. hãng EVA quá cảnh ở Taipei. Lúc đầu á là định đi là có thêm một người bà con nữa, nhưng mà sau đó thì cái người thân nhân đó họ không có đi được nên mình đi một mình. Đối với mình thì cái chuyến đi này nó rất là mới lạ, là tại vì mình chưa biết cái gì hết. Vậy là chị đi bằng hãng hàng không EVA Airlines. Dạ, thì EVA khi chị đây là lần đầu tiên chị đến Mỹ Airlines. với hãng EVA luôn. Đúng. Dạ, chị ngỡ ngàng như thế nào? Rồi chị thấy Đúng. sao, chị có bị làm lạc đường này nọ không? Hay là đối với chị đường đi nước bước nó dễ dàng hay sao? Chị có À. thể chia sẻ kinh nghiệm cho tụi em với lại Trước khán giả biết. đó, thì mình cũng hỏi bạn bè nhiều lắm. Đó. Dạ. Thí dụ như là sau khi mình có được cái visa rồi Ừ. là chấp thuận cho mình được 1 năm, đó là mình rất là mừng. Đúng Rồi rồi. cái người ta còn hỏi mình là đi vào tháng nào, thì lúc ngày cái ngày mà được phỏng vấn là ngày 21 tháng 11 năm 22. Ồ. Rồi thì nó hỏi mình là sẽ qua Mỹ vào lúc nào, thì mình nói là Dạ. tháng 3 năm 23. Ờ, chị tính luôn rồi, tính trước á, Mình plan nói trước. trước luôn rồi. Cái lúc mà đi phỏng vấn á là đem theo một cái Hồ đủ sơ. thứ hồ sơ giấy tờ, đem giấy tờ nhà, đem sổ tiết kiệm, đem hôn thú, đem luôn cả cái hồ sơ bệnh của bà Bà ngoại ngoại luôn luôn. đó, rồi địa chỉ của bà ngoại là gì đủ hết, và có một số thông tin thì mình để ở trong điện thoại. Mới qua cái cửa của lãnh sự quán là nó tịch thu cái điện thoại mình rồi, là coi như mình tay trắng. Ồ, đó là lúc mà chị đi phỏng vấn đó hả? Tính để thông tin Đó, đó hả? cái lúc mà đi Ồ. phỏng vấn đó, Không cho đem điện thoại nó vô. không cho đem điện thoại vô. Thành ra là thí dụ cái địa chỉ của bà ngoại đi thì mình là để trong điện thoại, bây giờ nó hỏi, À. bây giờ nó vô tình mà nó hỏi mình chẳng hạn, hỏi là ở đâu thì mình Không biết sẽ à. có thể là mình chỉ nói được tới cái tên đường là hết mức Ờ. thôi, mà may là tại vì mình còn thuộc, chứ còn nếu như không á là coi như không nhớ cái địa chỉ ở đâu hết trơn. Vậy mốt Thành quý vị mà có đi phỏng vấn nhớ ra đừng để thông tin trong điện thoại nha, nhớ phải học thuộc lòng, không phải viết ra giấy đem theo. không không lúc đó không còn cái gì để mà nhớ mà nói nữa hết trơn. Rồi, còn bây giờ chặng đường đi sao nè, bắt đầu Rồi mình từ sân bay nè. đó, hàng cái nó bắt đầu mới đi nói chuyện, mới nói Ờ. chuyện với bạn thì mình có được visa mừng quá vậy, cất tới Ờ. tháng 3 mới đi lận. Mà Ờ. cái người bạn mới hỏi chứ, ủa vậy chứ cái visa của mình là đi trong đó nó ghi chữ S hay là nó ghi chữ M đó? Chữ S đó hả chị? Chữ S hình như là chữ S. single nữa sao á. Single, M là chắc Single Mary á. M không, M là multi, có Ồ, nghĩa multi. là cái hộ cái visa đó sẽ cho phép mình đi nhiều lần hay mình đi một lần. Cái đó là cái việc đầu tiên mình biết đó, lần đầu tiên mình biết. Thế là
mình phải về mình mở ra mình xem thì mình thấy nó đánh chữ M được. Ồ, vậy là cái đó là tự người ta quyết định chứ đâu phải mình quyết định. Đúng, tại vì cái lúc mà hỏi mà người ta đâu có hỏi mình đâu. Mình đi phỏng vấn á, mình không có biết cái đó, nhưng mình mà không có biết cấp visa, thậm chí mình còn không đọc trong cái visa nữa. Khi mà nó hỏi một cái là mình mới giật mình về mới xem lại, mình thấy là nó đề chữ M và nó giải thích là M có nghĩa là multi, là đi được nhiều lần. Đó, đi ra đi vào được nhiều lần. Và thì mình mới liên tưởng đó là hồi trước đó, thí dụ như mà nó kể chuyện trên mạng là Trấn Thành mà đi qua tới Mỹ không cho vô nữa. Khi mà ổng nhìn thấy cái visa ổng còn hạn thì ổng tưởng là được đi nữa, ổng đi qua lần hai, qua tới Mỹ luôn là nó không cho nhập cảnh, là phải đi về tại lại cái visa thì chỉ về cái chữ đó là có thể là như vậy. Dạ, của chị được M. Đó, mình thấy được M như vậy là mình cũng mừng. Thì đi vô sân bay Tân Sơn Nhất, đẩy hành lý vô, là ở trong đó nhanh lắm, người ta nhìn thấy mình vô là người ta hỏi là chị đi một mình hả, bác đi một mình hả, cái đó mình nói đồng mình nói giờ như vậy thì mình sẽ nếu như bác đưa cho con 200 đi thì con sẽ làm thủ tục cho bác, con sẽ giống như kiểu mà làm dịch vụ đó, đó là một cái dịch vụ của sân bay Tân Sơn Nhất với giá 200.000 thì họ sẽ lo cho mình tới cái lúc mà gửi hành lý và làm thủ tục lên chuyến bay. Tức là tới ngay cái đằng trước mới cái... vô chỗ chưa đẩy vào trong nữa, chưa đẩy mới vô cái cửa thôi, mới vô cái cửa thì có hai người bảo vệ đó, thì có người hỏi mình như vậy liền. Thì bây giờ cái đó là cũng gọi là tiến bộ đó. Đó là không có cái nạn chèo kéo, hoặc là không có cái kiểu mà vẽ vời ra, mà nó nói thẳng luôn là 200.000 từ chuyến đầu tới chuyến thế. Nếu tới nơi như mình không tới cái lúc mình lên được máy bay thôi. Cái đó là một cái dịch vụ. Nếu như đồng ý, còn không mình cứ tự làm. Cái đó mình có quyền từ chối. Chị có chịu không? Tôi chịu. Trước đó nữa là mấy người bạn lại cũng tư vấn, nói thôi đi bằng xe lăn đi, xin xe lăn của Hy Và. Chứ mà đừng có tự đi vô. Cái thứ nhất là tôi thì cũng chân cẳng thì cũng không có lấy gì làm tốt lắm, mà cái thứ hai là về hành lý nữa. Đúng rồi. Nên xin xe lăn đi thì lên văn phòng Hy Và nó ok, nó cho mình cái suất xe lăn. Thì người ta nhìn vô cái vé đó là họ biết là mình được cái tiêu chuẩn xe lăn đó. Thì nói đến cái chuyện mà 200.000 dịch vụ là họ đẩy hành lý vô cho mình. Và Eva nó có một cái quầy coi như riêng để cho những người đi xe lăn. Thì nó đẩy hành lý vô đó, nó có một cái hàng ghế để cho mình ngồi chờ. Còn nếu như những người trẻ mà từ chối dịch vụ đó hả, xếp hàng đi, hàng rất dài. Là chị đi xe lăn luôn, chị ngồi xe lăn luôn? Không ngồi xe lăn, lúc đó là chưa có xe lăn đâu, lúc đó là chỉ được ngồi ghế thôi. Nói chung là ngồi ghế để chờ làm thủ tục cũng đã là ok lắm rồi. 200.000 rồi làm đó. Cái đó chị nhận cái đó luôn rồi. Đúng rồi, đó cái đó là cái chuyến bay mà cái dịch vụ mà từ Tân Sơn Nhất đi đó nha, còn bữa nào về thì mình chưa biết. Rồi bây giờ chị tới Mỹ rồi chị thấy sao? Chưa kể tiếp. Kể tiếp chưa hết chuyện. Còn nhiều tâm sự lắm. Còn nhiều tâm sự. Nói chung là mình rất là tò mò. Thành ra mình để ý dữ lắm. Đó. Thì sau khi làm cái thủ tục xong thì người ta nói là mình ra ngoài trả lời với người thân, là hoặc là ra ngoài chơi với người thân chừng khoảng 20 phút thôi thì vào lại. Đó. Vào lại để mà lên máy bay. Đó. Thì khi mà lên máy bay gồm có hai chuyến, một chuyến đi Đài Bắc và từ Đài Bắc đi Sang Trăng là hai chuyến. Thì cái chuyến đi Đài Bắc á, là rất là đông, coi như một cái máy bay là đầy đủ người hết đó, chật máy bay luôn. Đó là cái hành khách đông lắm. Lên đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì họ cho mình ăn. Thì món ăn của Eva ngon. Thấy mình ăn mình thấy ngon. Nó hỏi mình là ăn cơm gà hay là ăn hải sản khoai tây nghiền. Và tiếp viên thì hàng không Việt đi từ Sài Gòn mà thành ra nói tiếng Việt nhiều. Tiếp viên Eva mà cũng nói tiếng Việt. Tiếp viên Eva nói tiếng Việt nhiều. Thành ra là mình cũng không có khó khăn gì lắm. Thì mình chọn là ăn cơm gà thì thấy ăn ngon,
nêm nếm ngon, tức là cái gia vị nó đậm đà đó. Sau đó thì qua tới Đài Bắc, thì tới Đài Bắc Thì đợi trước mấy khi tiếng? xuống, trong cái lịch là nói là đợi 3 tiếng, nhưng mà ai cũng nói rằng 3 tiếng là ngắn, không có phải là một cái thời gian dài đâu. Thì rõ ràng là như vậy, thì mình mất nửa tiếng từ trên máy bay xuống sân bay. Nó nói là mình đi xe lăn thì mình sẽ là người cuối Đúng cùng đi rồi. xuống. Mình phải đi ra khỏi cái ống thì sẽ có xe lăn chờ sẵn. Sau đó thì mình lại cũng mất nửa tiếng để đi từ dưới đó lên cái máy bay mới trước khi nó bay. Thành ra 3 tiếng hồ mình mất hết 1 tiếng để trên này xuống và dưới kia lên rồi. Nên cái thời gian chờ thấy nó cũng không có nhiều. Nhưng mà nếu đi xe lăn thì mình sẽ không có cơ hội đi qua những cái cửa hàng miễn thuế. Nó À. đẩy mình đi ngang cái cửa hàng miễn thuế, chứ À mình đâu đúng có đứng xuống mình rồi. mua. Cũng là bất tiện Đó ha. thì chỉ có bị bất tiện như vậy thôi. Còn nếu như những người trẻ là họ sẽ đi, rồi họ đi vô đó họ mua hàng miễn thuế, họ mua thuốc lá, mua rượu, mua gì đó không biết. À, còn Nhưng mà chị vừa xuống máy đây bay là là đẩy cái rẹt qua tới đẩy cổng bên cái kia là luôn, qua là tới ngồi nó bên kia đợi luôn, đó. rồi ngồi đó đợi. Bên đây À. cũng đợi, bên đây xuống xe lăn rồi đâu có Mà phải không có bị delay. delay gì hết là cũng may cho chị, con không có bị delay. Đều cái may là không có delay giờ, rất là chính xác. Nhưng mà Vé giá cái mắc không nữa, chị? khoảng mua tiền Việt Nam là 26 triệu mấy, 26 tức là triệu mấy chạy là ra là nhiêu đô ha? khoảng ngàn mốt ngàn Ngàn, hai gì ngàn đó. mấy đô là một hai bận luôn. Đúng rồi, khứ hồi. Khứ hồi luôn. Dạ. Yeah. Rồi từ đó đi từ Đài Bắc qua tới San Fran thì thấy một cái đoàn tiếp viên rất là đông, mười mấy người luôn, trong đó chỉ có một người nói được tiếng Việt Nam thôi, còn tất cả là nói tiếng Anh, tiếng Hoa hết. Và cái chuyến máy bay mà từ Đài Bắc qua San Fran hả, cũng đông nghẹt luôn, cũng đông đủ hết. Nói chung chị cũng thấy không có bị gọi là lạc lõng Không gì có bị lạc lõng, mà hết, kể mà không có phải là ấy. sợ hãi gì hết. Mà mình còn tò mò nữa, mà tức cười nhất là mình còn đem sách theo để đi đọc nữa. Nói nghe hay lắm, tưởng trời nên ngồi trên máy bay chắc đọc sách được, ai dè không có. Lên máy bay cái ngồi một tí, nó tắt cái đèn xuống, nó kéo hết mấy cửa sổ xuống là chuẩn bị đi ngủ. Lý do là từ Đài Bắc là đi là chuyến 12 giờ đêm đó, Dài nên nữa. nên nó lên khoảng nửa tiếng đồng hồ, nó lại cho ăn tiếp. Nó lại cho ăn tiếp một bữa nữa thì cũng ngon luôn, là cũng cơm với bò kho, rồi nó có một cái phần giống như thịt muối, như cải chua, cho được 3 cái lát trái cây, một cái bánh ngọt. Khi mà chị đem hành lý mà qua bên đây á, chị có đem vô tới sân bay Mỹ á, San Francisco, họ có hỏi chị hay bắt chị khai giấy hải quan này nọ không, hay là gần xuống máy bay có phải khai không, gần xuống Mỹ á? Lúc đầu á thì ở Việt Nam á thì mấy người cũng cũng nói là khi khai á là nên nên khai là mình có mang thực phẩm theo À. đó, chỉ có điều là không có mang rau theo thì phải nhớ tới cái Đừng có chữ ăn mà, trái cây, đừng có đúng đem trái rồi, cây không tươi, tới đừng có cái đem thịt. chữ đó, đừng, thịt sống hay là trái cây thì đừng có đem, và cũng đừng có ghi vô, đừng có stick vô đó. Nhưng mà cái lúc mà xuống San Fran thì không phải là như vậy. Mình tưởng là như vậy mà té ra là không phải. Có nghĩa là cũng đẩy xe lăn mình ra, đi qua cửa hải quan. Nó hỏi mình liền, là lúc đó là hỏi bằng tiếng Anh đó, chứ À. không còn hỏi bằng tiếng Việt nữa. Và mình đó thì với trình độ tiếng Anh của mình thì mình trả lời đúng một chữ. Yes, Không phải, hỏi đi tới đâu, mình sẽ trả lời tới Cali. Hỏi no. Cali tới thành phố nào, mình trả lời San Jose. Mình không có đủ Đừng cái, nói dài mình không có quá. nói dài. Có hỏi chị có đem food không? Người ta có hỏi chị vậy không? Không hỏi, nhưng mà nó hỏi mình là có phải lần đầu tiên tới không. Tức là mình là lần đầu tiên tới hay là tới nhiều lần rồi, thì mình trả lời là lần đầu tiên mình đến. Nó đem nó lóc luôn cái hộ chiếu của mình lại với cái vé vô trong một cái hộp, lóc lại hết luôn. Và nó mới nói là nó mới nói với cái người đẩy xe lăn cầm cái hộ chiếu của mình, đẩy hành lý mình đi qua một cái cổng khác để nó xét. Chứ hồi nãy là hành lý chị đi dung chung với chị. Đúng không? Tức là hành lý đi chung, mọi người đi ra chung, mọi người đi qua bên phải thì mình lại phải đi qua bên trái, có À. mình à. Đó, có một mình thôi. Mà hồi nãy lúc mà chị vô là hành lý chị là song song với nhau.
chung với người ta luôn mà giờ đúng, mà tách chỉ hành đúng, lý chị ra. Đúng đúng, tức là lúc mà nó đẩy mình xe lăn xong là nó ra cái chỗ mà lấy hành lý mà quay 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 vậy nè. Đó là mình lấy được hành lý thì đáng lẽ mình sẽ đi ra chung với người ta, nhưng mà khi khi đó là đi qua cửa hải quan, đi qua cửa hải quan thì nó lại chỉ mình qua cái phía bên tay trái. Phía tay trái có mỗi mình thôi. À, chị du lịch còn tay trái người ta đi về. Tại vì nó cần phải xét cái hành lý của mình. Thế nó bỏ trong hành lý thì cái tốc độ mà nó chạy qua cái máy soi rất là chậm. Nó chậm lắm, thí dụ như là ở các cái chỗ khác là nó chạy từ đầu này nó ra đầu kia liền, còn ở đây nó đi mà đi với tốc độ nó chậm mà thấy nó soi kỹ lắm, tức là nó nhìn trên cái màn hình nó nhìn rất kỹ cái đồ gì ở trên trong cái thùng của mình đó. Thì tôi đi bằng một cái vali và một cái thùng giấy. Sau khi nó coi xong, tôi thấy chắc không có cái gì gọi là cần thiết là phải khui ra, thì nó trả lại cái hộ chiếu đấy cho mình. Nó mở cái hộp đó ra, nó trả lại hộ chiếu mình. Nhân viên hải quan ta trả lại. Đúng rồi, và lúc đó là mình đi ra tới cái cửa mà thân nhân mình đón liền ngay lập tức. Chị phải chích ngừa COVID đủ mấy mũi phải không? Có. Tại vì cái đó đó là mình phải chuẩn bị ở nhà, tức là mình chích ngừa 3 mũi giấy. Rồi á, là cũng để trên điện thoại, tại vì đó cũng sợ cái vụ điện thoại đó lắm, là để trên điện thoại này nó có hỏi mình phải chuyển cái chữ COVID đó, mấy cái giấy chích ngừa COVID nó chuyển qua cái ngôn ngữ là tiếng Anh để chờ nó hỏi, nhưng thực ra nó không hỏi. Mình nghĩ là nó có hỏi mà qua Đài Loan không có hỏi. Chị đâu có cần test COVID trước khi đi gì nữa đâu ha, chị bỏ không, hết rồi. Không test COVID trước khi đi. Tới đây Mỹ tới cũng đây không cũng hỏi không đâu. Hỏi gì hết trơn. Mình cũng không biết có đi qua cửa thân nhiệt hay không, mình cũng không biết, nhưng mà cũng không ai hỏi mình cái gì hết. Nói chung là chuyến đi của chị cũng hoàn hảo, tốt đẹp. Đúng rồi. Mình đi thì mình thấy rất là thú vị, tại vì chưa bao giờ mình trải qua cái cảm giác như thế này hết, thành ra hơi bị tò mò. Có sợ không, có hồi hộp không? Sợ thì cũng không sợ lắm, nhưng mà có điều là tại mình không biết gì hết thì mình ngỡ ngàng thôi. Lúc phỏng vấn có hồi hộp không? Thì lúc phỏng vấn á, thì cũng có hồi hộp, nhưng mà mình cũng không biết là người ta sẽ hỏi mình như thế nào, thành ra là mình cũng lo lo như vậy thôi, nhưng mà không có biết là mình phải lo cái gì nữa, tại vì mình đâu có biết người ta có sao nói vậy thôi đó. Rồi chị đến Mỹ chị thấy sao nè? Cái đến Mỹ sướng nhất là cái không khí. Nó mát, trời nó đã gì đâu, ở Sài Gòn nóng lắm, ở Sài Gòn đang rất nóng. Đến San Jose là cái đầu tiên là mình thấy cái không khí rất là ok, nó sạch, không khí nó sạch so với cái không khí mà bị ô nhiễm ở Sài Gòn. Với lại Sài Gòn thì nó nóng mà nó bụi đó, thì không khí ở đây rất rất là sạch mà nó mát mẻ nữa, nó dễ chịu. Với lại là dân cư ở đây thì cũng thưa, tại vì mình đọc thì mình thấy là San Jose là có hơn 1 triệu người thôi, mà một cái thành phố lớn như vậy thì lâu nay mình ở Sài Gòn là cả 10 triệu người của một trong một thành phố thì là thấy đông, nó sẽ xô bồ hơn. Đông đúc. Rồi tới phỏng vấn gì nè, gì thì chị qua gì thì cảm giác thế nào? Chị rất là vui. Chị rất là vui. Chị thấy khỏe hơn không? Được đi chơi, gái thì quá bỏng khỏe rồi. Dạ. Được dạ. Cùng giường với nó nữa. Dạ. Mà có bữa gì mơ màng màng, gì tưởng nó là em của gì. Gì tưởng cái gì oan, gì tưởng tượng là ôi chắc em mình. Mà tại là có. Đang ngủ mà nhớ vậy thôi, mơ màng màng. Dạ. Bữa nay mình ngủ với ai? Vậy thì tụi em cũng mừng chị qua được gặp gì. Mà chị phỏng vấn vậy là đơn giản lắm luôn á. Chị nói là chị làm từ lúc mà chị làm giấy tờ cho đến chị phỏng vấn là 3 tuần ha hay sao? Lúc mà ấy, nộp giấy tờ tới ngày kêu phỏng vấn nộp giấy tờ tới ngày kêu phỏng vấn là có 3 tuần à. 3 tuần thôi mà. Mà chị làm dịch vụ nào? Mình làm cái dịch vụ là ở trên đường tòa đại sứ Mỹ đó. Nó là đường Lê Duẩn. Nó có một cái bên đối diện đường á, là nó có cái đường Lê Văn Hưu, nó là một cái đường nhánh, thì trên đó có nhiều văn phòng làm dịch vụ lắm. Thì cái người bạn của mình á,
làm dịch vụ ở đâu mình không biết. Hôm đó mình có hỏi, mình mới hỏi là ổng chỉ cho tôi làm dịch vụ đi, ông làm được rồi đó, tức là nó hẹn ngày phỏng vấn rồi đó. Cái xong cái ổng phỏng vấn ổng bị fail rớt, thế là ổng mới nói, tôi không giới thiệu cho đó được. Thôi bây giờ cứ đi lên trên kia đi, đi lên trên cái con đường level hưu đi, muốn vô cái văn phòng nào cũng được, mình thấy là chỗ nào mà có nhiều người mà vô phỏng vấn đó thì mình cứ việc vô để mà mình nhờ như thế thôi. Đó là cái dịch vụ nó không có quan trọng là chỗ nào hết. Đúng rồi, tức là lúc đầu thì mình lại định đi cái dịch vụ này mà sau đó thì mình lại đi Mà cái dịch vụ chị khác. nói là trên đường Lê Văn Hưu thôi muốn. Đúng rồi, nó có nhiều cái văn phòng dịch vụ lắm. Mà tiền cước có mắc không chị? Chị có ngại chia sẻ không? Cái tiền Lệ phí phí là 100 đô. Ừ, có 100 đô hả? 100 đô Để làm giấy tờ cho mình thôi, để gì làm đâu có giấy gì tờ đâu, cho ha. mình Như vậy thôi. những cái người Đối ta với hơi lại người Mỹ thì thấy 100 đô là rẻ chứ, mà người Việt Nam 100 đô là mắc á đó. Tại vì nên giống như là người ta cũng có tại con vì tư tư vấn cho chị chút xíu gì không, chuẩn bị trước khi phỏng vấn không, hay là có, và cái thì đó là cái ông kia ổng mới trách là cái chỗ dịch vụ kia nó không tốt á, là lý do là ổng đi thăm người em mà người ta không tư vấn cho ổng làm cái thư giới thiệu, nên á khi vô phỏng vấn á, cái người ta hỏi là ông đi qua Mỹ để làm cái gì thì nói là qua Mỹ thăm em, thế nhưng mà không có một cái gì chứng minh là cái người em đó là đón tiếp mình hết trơn, tại không có cái thư mời. Chứ gì chị qua gì đâu có gì đâu. Đúng rồi, thì khi mà tôi rút kinh nghiệm như vậy tôi mới qua tôi hỏi thằng dịch vụ, tôi hỏi ủa vậy chứ bây giờ tôi có cần thư mời không? Thằng dịch vụ nó nói không cần thư mời, lý do là tại vì chị nói chị đi thăm mẹ, mẹ tám mấy tuổi rồi sao mẹ làm thư mời được đó. Còn nếu như thư mời thì chỉ có thăm em, tức là em ở với mẹ. Nhưng mà thực sự khi mà nói em mà làm thư mời thì nó yếu đi rồi, tức là mình thăm mẹ nó Nó mới vẫn mạnh mạnh hơn. hơn là em mình đi qua thăm em Đúng đó, rồi. hoặc là em mời chị qua đó. Tình Thì nên nó nói khỏi làm thư mời cũng được đó. Thì cái đó là cái trả lời của dịch vụ, thì mình nghĩ rằng cái điểm dịch vụ này như vậy là nó ok, có nghĩa là nó biết, nó sẽ biết và nó sẽ có những cái tư vấn cho mình gọi là hợp lý đó. Thì mình nghe mình thấy ok đúng rồi đó, như vậy là hợp lý. Còn nếu như nó không nói với mình như vậy, hoặc như là cái dịch vụ bên kia mà nó không kêu cái ông kia làm thư mời mà ổng bị fail là ổng tức lắm, ổng nói là đáng lẽ là phải nói cho ổng trước cái điều đó để mà bên Mỹ người ta chuẩn bị thì vẫn được như Nhưng thường. mà có khi làm thư mời có khi cũng không đậu, không Đúng pass rồi, đâu, cái đó thì mình nó cũng tùy không theo biết. và có nó tùy theo cái hoàn cảnh. Giống như chị nói, chị thăm mẹ nó, cái trường hợp của chị nó strong hơn là chị em đi thăm nhau, tại Chính vì xác. cái mối quan hệ tình cảm nó không có close bằng con thăm mẹ, mà gì lớn tuổi rồi nữa, bệnh nữa. Đúng đúng. Thành ra có khi dịch vụ chỉ là một cái phụ thôi, mà Đúng, cái case của chị á, thăm ai ai đi thăm ai mới là quan chính trọng. xác. Có thể nhiều khi ngay cả dịch vụ nó cũng thấy vậy, gì nó thấy là cái trường hợp Cũng như này có khi dễ khi là mạnh, khó. đúng rồi, Đó. còn cái trường hợp kia nó khó hơn chẳng Giống như hạn. bạn em cũng đi hai ba lần đâu được đâu. Bạn em đi đi thăm con tốt nghiệp bên Mỹ mà còn không qua Y được. chang mình cũng có một người thân là như vậy, tức là con học ở bên Mỹ mà hai người đi thăm thì nó không không được, không được hết 2-3 lần Đi một người cũng không được luôn. đó. Nhưng mà cách đây khoảng trước khi mà mình đi qua Mỹ khoảng 1 tuần thì cái người đó phỏng vấn Đậu. đạt đậu, trời ơi, họ mừng quá Mừng quá. trời luôn. Mà không Họ biết mới họ có nói cái trường hợp họ có gì thay đổi không mới đậu chứ, nếu không hiểu mà mình cũng không có liên có lạc khi trực thấy đi tiếp. hoài, ta thấy đi xin hoài thôi thôi thấy tội nghiệp quá cho Cái đó thì không biết, tại vì mình cũng không gặp trực tiếp, mà mình được cái tin là cái người đó đậu người mà họ ta rất mừng là lắm mừng. hen. Họ Bởi rất là vậy mừng. quý vị thấy không, đi Mỹ đi du lịch hay là đi định cư gì cũng không phải dễ hết. Bởi vậy mình mới thấy đi du lịch mà sao nó khó đến như Có vậy. khi còn khó, cũng khó lắm. Có lúc trước em bảo lãnh cho mẹ em cũng đâu được, đi du lịch đâu được đâu, phải bảo lãnh luôn, đi định cư luôn mới được. Nhưng mà bảo lãnh định cư luôn rồi thì lại không đi du lịch được nữa. Thì đâu có Cái đi du lịch nữa, đó thành ra tại giờ mà vì làm em hồ bảo sơ lãnh định đi du cư lịch rồi là trước coi như không là được, thì nó nói là người ta nói là phải có cái gì thay đổi trong hồ sơ mới được, tức là giờ em đổi luôn, em đi định gửi bảo lãnh đi định cư thôi, tại vì
cái trường hợp mà có con ở bên Mỹ là người ta sợ là qua đây trốn lại, đúng đúng cái xác suất ở lại nhiều hơn, đúng dạ đó. Thành ra quý vị, đó là cuộc phỏng vấn đặc biệt của Lê Đinh với lại chị Ti ở Việt Nam mới qua Mỹ du lịch chơi. Lê Đinh cảm ơn quý vị rất nhiều, và Lê Đinh cũng hy vọng là video ngày hôm nay của Lê Đinh cũng mang một cái gì đó thông tin hữu ích đến cho quý vị và những gia đình hay những anh chị em nào, ông bà nào mà cần. Và Lê Đinh cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video của Lê Đinh và gia đình Lê Đinh. Lê Đinh chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye. Xin chào, bye bye.